Chiều ngày 1 tháng 4, tức ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, quán quân Sao Mai 2015, dòng nhạc dân gian phát nguyện cúng giảng Tam Bảo bằng một album CD Phật giáo để tri ân tán thán công đức của Đức Quan Âm. Album CD mang tên Hương Đạo gồm 8 ca khúc. Tên album Hương Đạo mang hàm nghĩa con đường trở về chốn tổ, về quê hương cũng là con đường đến với đạo. Mà trên con đường đó có biết bao điều tốt đẹp như những làn hương thơm tỏa ngát mang biểu tượng của sự may mắn. Với 8 ca khúc Phật giáo được chọn lọc của các nhạc sĩ Phật giáo như Diệu Thiện, Cù Lệ Duyên, Khải Vĩ, Trần Mạnh Hùng, Trúc Linh, ca sĩ Phật tử Diệu Minh, Thu Hằng đã thể hiện khá thành công trong album Hương Đạo này. Album được phát hành đón khánh đản 19 tháng 2 âm lịch là ngày đản sinh mẹ Quan Âm. Sao Mai Thu Hằng đã chuẩn bị ấp ủ việc ra mắt hơn một năm nay. Album Hương Đạo mà Thu Hằng ra mắt hôm nay là một album hát về nhạc Phật. Và cái mong muốn của Thu Hằng được gửi gắm vào trong album này là những cái ca từ và những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, gần gũi với cuộc sống. Cái mong muốn Thu Hằng muốn gửi tới mọi người là mong muốn là khi mọi người nghe những cái bài hát như thế thì mọi người sẽ cảm thấy lại thật là nhẹ nhàng, tĩnh tâm, xua tan đi những cái mệt mỏi trong cuộc sống. Album này thì gồm một CD 8 bài hát và một DVD, trong đó có một MV là MV Lạy Mẹ Quán Âm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và MV được thực hiện được thực hiện dưới sự giúp đỡ của đạo diễn Nguyễn Việt Hương, và cũng rất là may mắn khi mà được thượng tọa trụ trì của chùa Hương đồng ý cho quay tại chùa Hương luôn. Ở chùa Hương thì cái phương tiện để có thể đi lại thì cũng khá là vất vả, bởi vì là mọi người sẽ phải đi bằng thuyền. Thì trong cái quá trình mà quay ở trên suối thì cũng khá là vất vả, bởi vì là cảnh quay thì sẽ phải quay đi quay lại. Và cũng may mắn là thời tiết mấy cái ngày quay thì rất là thuận lợi. Tuy nhiên thì vào những cái ngày cuối năm thì trời rất là lạnh. Hằng quay MV này trong 2 ngày. Hằng nhớ nhất là cái đêm đầu tiên đứng hát dưới 1.000 cây nến. Cảm giác nó rất là lạ. Kiểu mọi cảm xúc tự nhiên dâng trào và mọi cái lạnh tự nhiên nó tan biến hết. Song song bên cạnh đấy thì mình cảm thấy rất là linh thiêng, bởi vì mình được đứng ở một cái nơi linh thiêng như thế và hát những cái lời ca về mẹ Quán Âm. Em ấp ủ để làm album này cũng khá là lâu rồi, và cái việc lựa chọn bài thì cũng phải lựa chọn rất là lâu và rất là nhiều, bởi vì nhạc Phật thì không phải là ít. Và đối với em thì nhạc Phật không hề xa lạ, mà nhạc Phật rất là gần gũi. Vậy nên là em đã lựa chọn những cái bài hát sao cho phù hợp với cả cái giọng hát của mình nữa. Khi mà hát những ca khúc về nhạc Phật thì em hát bằng cái tâm của mình, bằng những cái cảm xúc và cái cảm nhận về cuộc sống mà em có. Dường như tất cả những mong ước của Nguyễn Thu Hằng khi thực hiện album đều gói gọn trong những lời phi lộ ngắn gọn, xúc tích, nhưng như thế cả hương đạo trước mặt để người Phật tử tràn đầy niềm lạc quan, hạnh phúc về với chốn tổ, về với con người thật của chính mình. Hương đạo ấy cũng là sự tri ân với quê hương của Thu Hằng. Thu Hằng chia sẻ, mỗi người có một sự lựa chọn. Ngay từ đầu khi tham dự Sao Mai 2015, Thu Hằng đã lựa chọn dòng nhạc dân gian, một dòng nhạc khó hơn rất nhiều dòng nhạc khác, nhưng mà đó là đam mê nên sẽ cố gắng theo đuổi và không bao giờ từ bỏ. Còn về nhạc Phật thì đây là album đầu tiên của Thu Hằng. Khi nghe thì bản thân chính mình cũng rất là yêu thích, nên muốn chính mình là người thể hiện những ca khúc gửi tới mọi người, Thu Hằng chia sẻ. Mỗi người sẽ có những cái lựa chọn của riêng mình. Và em thì đã trưởng thành từ Sao Mai và trưởng thành từ dòng nhạc dân gian. Cái con đường mà em theo đuổi thì nó đã khó hơn mọi người lựa chọn rất là nhiều rồi. Nhưng mà bởi vì nó là cái đam mê của mình mà, vậy nên mình sẽ theo đuổi nó đến cùng và sẽ không bao giờ từ bỏ. Còn nhạc Phật, đây là album nhạc Phật đầu tiên của Thu Hằng. Và thật ra là bởi vì là mình rất là yêu, khi mà nghe thì mình rất là thích, nên là mình cũng muốn là chính mình sẽ thể hiện những cái bài hát
những cái bài hát đấy để gửi tặng tới mọi người, để mong sao là khi mọi người nghe nhạc của mình thì mọi người sẽ thật là nhẹ nhàng và cảm thấy thanh tịnh. Đồng thời, qua các sáng tác được chọn lựa, khán giả cũng có thể thấy được hình ảnh chốn tổ chùa Hương hùng vĩ, đẹp như tranh và vô cùng thanh tịnh. Ở nơi đó, con người ta như bỗng tìm thấy con người thật của chính mình sau bao năm tháng loanh quanh, dong chơi lạc bước. Thu Hằng sinh năm 1995 tại Hà Nội. Năm 2015, khi đang là sinh viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hằng đăng ký tham gia chương trình Sao Mai. Khi đó, cô là thí sinh trẻ tuổi nhất của dòng nhạc dân gian. Suốt từ những vòng thi ngoài, Thu Hằng đã nổi bật với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Thu Hằng còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung, dễ thương. Cô được gọi là hot girl của giải Sao Mai 2015.